Cửa hàng nông cơ Duy Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3 Bồ Lân Sơn, Mặc Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại 0337 0191 0974 644 973. Hôm nay bên em mới về được một ít rũa có cán. Rũa này thì giá nó 25.000 một cây cho anh em. Thì có 3 size. Một size của nó là giá size của nó là 4 ly 8 và của nó là 5 ly rưỡi. Đó, tất cả là đều có nắm mà giá rũa xài cũng khá là ổn nhé. Đó. Đây, sẽ rũa cho anh em. Có cám anh em cầm đẩy rất là khỏe, chắc chắn luôn ha. 25.000 một cây. Đó. Anh em nào mua nguyên hộp thì bên em sẽ hỗ trợ tiền ship cho anh em luôn, bao ship chặn đường cho anh em luôn nhé. Đó. Mua nhiều thì sẽ được bao ship, còn mua ít thì cứ lẻ 25.000 một cây. Thì tốt hết anh em mua kèm sợi xích hay cái gì đó đi, xích thì bán 6.000 một mắt. Đó, 6.000 một mắt nha anh em. Và 6.000 một mắt, anh em cứ nhận lên bao nhiêu mắt tính bấy nhiêu tiền. Đó. Bao nhiêu mắt tính bấy nhiêu tiền. Thì là nó cứ anh em trước anh em mua 25.000 cây rũa thì tiền ship nó hết đã 20.000 hoặc 30.000 rồi. Đấy, số lượng rất là nhiều để phục vụ anh em. Đã quay video để cho anh em thấy thôi. Chứ còn rất là nhiều. Ngoài ra bên em có con lam 6 nhá. Estin này. Đây lam 6 tấc này, có estin đuôi lớn, đuôi nhỏ có đầy đủ luôn. Đó, để tiện anh em lam xích đầy đủ, nói chung là lam xích đầy đủ một kho luôn. Đầy nhóc cho anh em luôn. Đây. Cái đây là xích. Cái cư hôm Malik cầm quay này ha. Còn đây là xích. Rất là nhiều xích để phục vụ anh em luôn. Bên này là lam, rất là nhiều lam. Thì lam thì lam Sinawa đó. Sinawa ST linh tinh mọi thứ rất là nhiều. 14 in, 16 in, chất lượng ha. Lam này thì 350 400.000 một cây. Anh em mua 2 3 cây thì sẽ bao ship cho anh em. Xích thì em bán cứ lẻ là 6.000 một mắt. Xích thì rất là nhiều loại nhé. Lam thì cũng có 3 4 mẫu trong này. Đuôi Estin 381 rồi đuôi nhỏ đuôi lớn có đầy đủ hết. Anh em có nhu cầu thì cứ sử dụng. Rồi, là máy cưa các cục, các cưa các cỏ đầy đủ hết nhé. Rồi. Ở đây thì em có làm review rồi, nên hôm nay giới thiệu rũa cho anh em thôi. Thì tiện thể quay cả lam cả xích cho anh em luôn. Thì anh em có nhu cầu thì liên hệ nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video rất nhiều. Xin chào anh em.